xin gửi lời chào cả nhà. Dạ cả nhà ơi, ngày hôm nay thì Ngôn đã có mặt tại chỗ của bán vé số của em Lĩnh nha cả nhà. Dạ rồi, thì ngày hôm nay Ngôn sẽ mang duyên của các cô chú anh chị mạnh thường quân trong và ngoài nước gửi trao đến cho gia đình của em Lĩnh. Dạ rồi, thì bây giờ Ngôn xin mời cả nhà mình cùng bắt đầu xem video để xem coi ngày hôm nay em Lĩnh sẽ vui như thế nào nha cả nhà. Cô. Dạ thưa cô, ngày hôm nay con xuống đây á là cũng nhờ có một cái duyên cho nên con ghé thăm cô với bạn em Lĩnh nữa nha. Dạ cảm ơn cháu ha. Dạ. Dạ cô ơi, mấy bữa nay có nhiều người đến thăm không cô? Có. Dạ. Có người ghé thăm. Dạ, có cho tiền nhiều không cô? Có, hồi sáng nói cho nó 3 triệu. Hồi sáng là cho 3 triệu? Dạ. U. Sáng nói ai đó không biết lại cho nó 3 triệu. Dạ dữ à. Nói thường quân gì đó. Mạnh thường quân á. Dạ dạ. Ngon ta. Mua cặp cho nó nè. Đúng rồi, mua cái cặp giống con nè. Ảnh đòi không chịu hả? Bữa đó thấy không? Không chịu cặp này hả? Không. Sao hồi nãy nói khóa cặp này? Thì ăn phải tới cậu quay phim. Cũng mừng ha, nhiều người nhiều bạn với nhiều cô chú anh chị á là ngỏ ý là cho em Lĩnh chiếc xe lăn. Mà cô thấy sao? Không, cho xe lăn nó không có chịu ngồi. Không. Rồi gì cho mấy người rồi cho người ta lại người ta lết cái gì cho mấy người rồi. Nó không có chịu ngồi xe lăn, nó ngồi vậy là quen rồi. Dạ. Dưới tay chân nó lăn được rồi mình mắc đẩy, mình đâu có ở không mà đẩy đâu. Dạ. Đó 7-8 giờ là cô đi tới giờ này chừng nào xe gác vô gì cô mới gì á. Dạ. Bữa vô trễ bữa vô sớm á. Trời chùi mặt đó hả? Trời Lĩnh ơi, bây giờ tôi mua xe lăn cho Lĩnh nha. Không chịu hả? Sao vậy? À vậy là tay của Lĩnh lăn không được ha, để lái không được ha. Bây giờ mình mua xe lăn mà bằng điện được không? Điện nó cũng đâu có biết quay đâu điện. Điện bấm nút á. Cười ra cười. Thấy ngồi vậy hả? Ngồi vậy thấy mệt không? Không nha. Ngồi vậy là đi vệ sinh dễ nha. Còn mà ngồi trên xe tuột xuống đi vệ sinh không được. Dạ. Nhưng mà cô không có ở đây rồi làm sao mà biết được cô? Không thì nó kêu á. Kêu với cho ông hay ông mắc chở gì dưới đó ba nó đó. Dạ, dạ rồi. Nè, dạ con chào chú nha. Cậu này bữa đó quay mình nhà mình dưới không? Dạ. Dạ con chào chú nha. Dạ. Dạ chú khỏe chú nha. Dạ. Dạ. Chú cho con hỏi là chú thứ mấy hả? Thứ hai. Chú thứ hai nha. Hai Linh nha. Dạ rồi, bữa nay con xuống đó chú, cũng là có được một cái duyên. Dạ. Con xuống để trao tiền cho em Lĩnh nè. Dạ. Là hôm bữa con cũng có quay rồi đăng lên trên mạng đó. Dạ. Bây giờ cũng được rất là nhiều cô chú anh chị mạnh thường quân giúp đỡ. Cảm ơn anh quân, cô chú mạnh quân giúp dạ. Đỡ cho anh em con cháu rất ơn. Dạ. Hãy cậu nói chuyện. À kêu ngồi á ha. Cậu luôn. Dạ. Dạ rồi thôi vậy bây giờ chú lên ghế ngồi hay chú ha. Con với chú bàn xíu việc nha. Dạ. Dạ. Cảm ơn cháu em. Dạ rồi. Anh kêu quay ảnh đó đó. Anh quay ảnh cho anh dính ảnh đó. Dạ. Khoái lên TV hay gì? Làm diễn viên nha. Mà hồi nãy con vô con kêu ly nước á là kêu chủ quán lại trả tiền cho con á. Vậy hả? Ừ. Con biết ơn rồi, biết ơn cậu phải không? Cậu cho tiền biết ơn phải không? Là sao cô nói gì vậy cô? Cậu
kêu trả tiền cà phê. À, trả tiền cà phê cho con á. Dạ. Dạ rồi, thôi con xin phép con lên trò chuyện với chú chút nha con. Trò chuyện với cậu đi. Dạ. Dạ con xin gửi lời chào chú ạ. Cảm ơn nha, con cũng với chú. Dạ. Dạ, dạ chú cho con hỏi chú thứ mấy ạ? Thứ hai ạ. Chú thứ hai ha. Là ngày thường là chú cho con hỏi là ngày thường mình bán được bao nhiêu tờ giấy số lần chú? Ngày thường bán 300 vé. 300 vé ha. Hai cha con bán được 300 vé. À, cũng mừng. Dạ. Nhưng mà con thấy giống như là đôi mắt chú hình như yếu hay sao chú? Yếu, bệnh hôm nay đó. Dạ. Chú nhìn được có rõ không chú? Hôm nay bệnh bà họ bệnh hôm nay thì cũng mờ. Hôm hổm thì nó con mắt nhìn nó thấy rõ lắm mà giờ. Như cái nắng thấy mờ 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 chú gọi được không? Dạ. Dạ. Dạ thưa chú cho con hỏi đó là em Lửng á là năm nay là được bao nhiêu tuổi rồi chú? 24 tuổi. 24 tuổi ha. Dạ. À, khi mà cô thì con thấy hình như là yếu về tâm lý phải không chú? À, bị bệnh mấy năm trước bị phát hiện bị tai biến đó là đuôi kẹp. Kẹp về sau này mới về dài nằm ở ngoài bệnh viện thì không bị lễ dài. Dài quay gan á bị tiểu đường đâu có biết đâu. Ừ. Đâu có biết mình tiểu đường rồi giật tiếp ba nằm chỗ một luôn. Rồi sao mà đưa lên chợ này nè, coi là thử là bị tiểu đường. Dạ. Bây giờ bà khỏe lại đó, đỡ rồi đó. Dạ, là bây giờ đỡ rồi đó. Đỡ rồi đó, khỏe đó, một lần là bấm mới nhôm mà, sinh vợ nè. Dạ. Dạ, tuy nhiên cô là công việc của cô là quét rác hả chú? Quét rác là làm vệ sinh chợ, đi chóc heo đó. Dạ. Là người ta sẽ cho tiền hay là trả lương chú? Trả lương là hai chồng được 4.500. Hai vợ chồng là quét một tháng như vậy là được 4.500. 4.500. Dạ. Dạ con như vậy có nghĩa là một người hay hai người thì cũng một mức lương. Hai người ba người cũng mức một. Dạ nhưng mà mình chỉ tiếp cho cô đỡ cực thôi. À thì chú làm tiếp, làm rồi thì bả làm tiếp chú bả là bả về rồi. Dạ. Bả về nhà chú lại chú Lửng bấm số. Dạ. Dạ thưa chú là ngày hôm nay á con ghé thăm gia đình á. Dạ. Là vì lý do là đủ duyên. Dạ, em Lửng được rất là nhiều cô chú trên cộng đồng mạng. Người ta thương và người ta gửi cho tiền để mà giúp đỡ nha. Dạ rồi thì bây giờ con ghé thì con cũng sẽ trao tiền cho chú luôn nha. Dạ thưa chú, ngày hôm nay á thì con xin phép được trao duyên của các cô chú anh chị Mạnh Thường Quân đến với gia đình mình để mà giúp đỡ cho hoàn cảnh của em Lửng. Dạ thì đầu tiên á là anh Nguyễn Văn Công là gửi cho gia đình mình là 1.500.000 đó. Kế tiếp là Nguyễn Ngọc Vinh gửi cho gia đình mình là 200.000. Một người bạn không ghi tên gửi cho gia đình mình là 200.000. Dạ. VV gửi cho gia đình mình là 150.000. Anh Giàu ở Sóc Trăng gửi cho gia đình mình là 300.000. Một người chị xin được giấu tên gửi cho gia đình mình là 3.000.000. Phan Thị Thu Hương gửi cho gia đình mình là 400.000 để mà mua một bao gạo nha chú nha. Dạ. Dạ. Lâm Thị Mỹ Hạnh gửi cho gia đình mình là 500.000. Hy vọng rằng với một lời chúc là chúc cho anh có thật là nhiều mạnh mẽ và luôn luôn gặp được nhiều may mắn trong cuộc sống. Dạ. Kế tiếp là một người bạn tên là An Trang gửi cho gia đình là 2.000.000. Và cầu mong cho em Lửng là chú hãy dạy cho em Lửng cách niệm Phật đó. Niệm Phật trong tâm đó chú. Để được bình an và thật là nhiều sức khỏe mỗi ngày nha chú nha. Để vượt qua cơn này nha. Dạ. Thì tổng cộng số tiền á là 8.250.000. Dạ rồi. Thì bây giờ con xin phép gửi tiền cho chú nha. Rồi đầu tiên là Nguyễn Văn Công là 1.500.000. Dạ đây rồi, con gửi chú nha. Chú Nguyễn Văn Công. Dạ. Cho chồng Lửng được 1.500.000. Dạ. Dạ rồi kế tiếp là Nguyễn Ngọc Vinh là 200.000. Dạ rồi Nguyễn Ngọc Vinh là 200.000. Rồi một người bạn không tên. Một người bạn không tên gửi cho con vào ngày 8 tháng 3 lúc 9:50, tuy nhiên không có ghi tên cho nên con không biết đường đọc. Cũng gửi cho gia đình là 200.000. Dạ. Một người bạn tên là VV gửi cho gia đình là 150.000.
cảm ơn Nguyễn Vui. Dạ. À, anh Giàu ở Sóc Trăng à, gửi cho gia đình là 300.000. Cảm ơn Nguyễn Giàu. Dạ. 300. Một người chị giấu tên gửi cho gia đình mình là 3 triệu. Cảm ơn. Cảm ơn chị Quy Quy. Chú đợi con nghe để con lấy tiền. Ba triệu. Dạ rồi, một người chị giấu tên gửi cho gia đình mình 3 triệu. Rồi. Cảm ơn chị. Dạ. Cùng với đó là một người chị à, tên là Phan Thị Thu Hương gửi cho gia đình mình là 400.000 để mua gạo nha chú nha. 400.000 này mình mua gạo nha. Dạ rồi. À, một người bạn tên là Lâm Thị Mỹ Hạnh. À, Lâm Thị Mỹ Hạnh gửi cho gia đình mình là 500.000. Dạ. Thì người bạn Lâm Thị Mỹ Hạnh này là gửi theo lời chúc là chúc cho em Lửng á, có được là thật là nhiều mạnh mẽ và may mắn trong cuộc sống nha chú nha. Dạ dạ cảm ơn. Dạ rồi. Một người bạn tên là An Trang gửi cho gia đình mình là 2 triệu. Dạ đây. Rồi cảm ơn. Dạ rồi thì chú chúc Mỹ Trang cho nhiều may mắn. Dạ rồi. Dạ. Dạ rồi. À, bây giờ chú kiểm tra lại số tiền cho con, à, xem tổng số tiền là mình được bao nhiêu ạ? À? Coi chừng ba nha chú. Ba. Năm. Sáu. Bảy. Tám triệu hai trăm ngàn, hai trăm năm mươi ngàn. Dạ rồi. Dạ rồi. Thì dạ thưa chú, đó là những cô chú anh chị trên cộng đồng mạng đã dành tình cảm đặc biệt cho hoàn cảnh của em Lửng. Dạ. Cùng với đó là có rất là nhiều cô chú anh chị cũng ngỏ ý là muốn mua cho em Lửng một chiếc xe để mà đi tới đi lui. Chú suy nghĩ như vậy thì sao? Xe lăn đó chú. Lăn không được hả chú? Nhiều xe cho ta không lãnh gì cho ta không hả? Dạ có nghĩa là đã có người cho xe rồi. Không, biết gì chứ. Dạ, nhưng mà tay giò nó đâu có cử động được đâu mà đẩy. Dạ. Tay nó đâu có cử động được đâu mà đẩy nó nắm bánh xe lăn. Dạ. Lăn xe mình bình thường gì nó lăn nó chọc cho mới là cầm được. Còn chú cũng rất cảm ơn mấy người cô chú cậu chặt bình an chú ý. Dạ. Dạ. Cảm ơn các bạn. Dạ, dạ thì con cũng cầu chúc cho chú có thật là nhiều sức khỏe để tiếp cho em Lửng nha. Dạ. Dạ rồi. Đồ anh em đồ tất cả trơn nha. Dạ. Mấy cậu với chị cảm ơn hết trơn giúp đỡ mừng lắm nha, đang khổ mừng dữ lắm á. Dạ. Dạ cô khổ như thế nào cô có thể cho con biết không ạ? Bị gì bệnh hoạn bây giờ hơi đỡ chứ mỗi lần là đi không được cả tháng trời á. Dạ. Ở nhà buồn lắm rồi, giờ hết đấy đi quét chợ với ổng. Dạ. Dạ rồi cô gắng giữ gìn sức khỏe nha con nha. Dạ dạ, dạ. Rồi cảm ơn cháu luôn. Dạ. Dạ. À, như vậy là Lửng muốn gửi lời cảm ơn đến cô chú anh chị ha. À, khi mà cho Lửng tiền như vậy á, Lửng mừng không? Mừng lắm nha. À, Lửng thương cha không? Thương. À, Lửng thương mẹ không? À, quý quá. Dạ dạ cả nhà ơi, thì hồi nãy giờ cứ đòi trả tiền cà phê cho ngon hoài luôn. Dạ dạ chú ơi, à, bữa nay là mình bán được bao nhiêu tờ rồi chú? Sáng giờ bán cũng được 300 vé, hai cha con bán rồi. Sáng giờ cũng được cỡ trong ngoài vé rồi. Hai cha con mà sáng giờ bán được trong ngoài vé rồi ha. Ồ cũng còn nhiều quá vậy. 300 mà, 300 vé. Dạ. Bán được trong ngoài rồi. Bên đây Cần Thơ nó như vậy nè. Dạ. Ở đây còn ở đây nữa. Đây còn Lửng. Dạ. Chú không đưa tôi kéo bao gạo kia nó chở về bao gạo đi. Dạ đúng rồi, có một người chị đó hồi nãy con có đọc đó. Dạ, 400 ngàn để mua một bao gạo nha. Đang khổ.
Cảm ơn hả? Cái đó là cái gì cô? Bằng việc rồi khi quà đồ chị Viên chỉ cho hoài à. Việc Viên cho nó hoài quỷ à. Lâu lắm mới gặp á. Thôi gì? Không có xuống chợ nữa mà. Dạ anh chào chị nha. Dạ rồi, dạ, chú cố gắng sức khỏe lên nha chú nha. Dạ. Mình tiếp tục vươn lên trong cuộc sống nha chú nha. Cảm ơn mừng dữ lắm á. Dạ. Dạ rồi, vậy là ăn cơm rồi đó ha. Trời ơi anh ơi. Ăn no rồi ha. Dạ chị cho em hỏi thăm á chị. À, em nghe được người cô hồi nãy là mẹ của Lửng nói là chị là hay là phát quà từ thiện lắm phải không? Dạ chị gửi đến gia đình giúp hay là chị phải chị chính quyền địa phương là chị bên hội phụ nữ ha, chị bên mặt trận ha. Dạ rồi em cũng chân thành cảm ơn chị ha. Gia đình của em Lửng này á là sống có tốt không gì chị? Đồng mà ăn không mà cấm đầu mà ăn. Cấm đầu mà ăn suốt luôn ha chị ha. Dạ. Dạ. Ông này không có tật mà có hiếu dữ dằn. Có tật mà có hiếu hả chị ha. Dạ. Ngày nào ông bệnh mà ông không bao giờ chịu nghỉ đâu. Đi lết chị đó. Dạ. Hồi nãy em hỏi là thương cha không thương, thương mẹ không thương. Mà ông không phải ông có tật cái hộp đơn giản không đâu. Ông á ha, ông đi chợ mà ông thấy đồ người ta bán mà thậm chí cái đồ úp chén mà ông thấy đẹp ông ngồi hoài làm sao mà ông kiếm mua. Ông mua về cho mẹ. Dạ, dạ. Như vậy là em Lửng này là đã nổi tiếng là có hiếu từ hồi đó tới giờ rồi. Dạ, dạ. Em cảm ơn chị đã chia sẻ cho em trong ngày hôm nay. Dạ. Mới gửi cho gia đình thêm 8 triệu mấy nữa đó, im không? Rồi mua gạo ăn chừng nào mới hết? Rồi. 10 năm nữa. Đó, bây giờ là đã gửi tiền cho cha giữ rồi đó nghe. Là Lửng mừng không? Mừng nha. Rồi bây giờ Lửng gửi lời cảm ơn các cô chú anh chị đi. Rồi cảm ơn Lửng nha. Chúc cho Lửng mua mai bán đất nha. Rồi bây giờ Lửng lựa cho Ngôn hai tờ giấy số đi, Ngôn mua tiếp hai tờ cho. Đặc biệt nha. Một tờ. Hai tờ. Lấy giấy số được luôn ba. Hay quá ba. Ai ơi, bây giờ phải kiếm tiền để trả tiền giấy số mới được. Rồi trả tiền giấy số nha. Rồi chúng đặc biệt đi rồi xuống cho nữa. Dạ rồi cả nhà ơi, thì vừa rồi là màn trao duyên, cuộc trao duyên của các cô chú anh chị Mạnh Thường Quân đã trao đến Ngôn để gửi cho hoàn cảnh của em Lửng bán vé số. Dạ rồi, thì bây giờ đến đây chắc Ngôn xin phép được kết thúc video và gửi lời chân thành cảm ơn đến các cô chú anh chị Mạnh Thường Quân trong và ngoài nước rất là nhiều đã thương và giúp đỡ cho hoàn cảnh của em Lửng. Dạ rồi, còn về vấn đề về chiếc xe thì theo như Ngôn nghĩ là em Lửng không sử dụng được đâu cả nhà ơi. Tại vì do tay và chân kho không có điều khiển được.
cho nên bẻ lái và này nọ kia nó rất là khó khăn. Cộng với đó là khi mà em lửng đi vệ sinh đó, thì phải bò xuống chiếc xe, gặp rất là nhiều khó khăn và trở ngại. Dạ rồi, thì cho Ngôn một lần nữa gửi lời cảm ơn chân thành đến các cô chú anh chị Mạnh Thường Quân rất là nhiều. Và Ngôn xin chúc cho cô chú anh chị Mạnh Thường Quân có thật là nhiều sức khỏe và luôn luôn hạnh phúc bình an mỗi ngày nhé. Dạ rồi, Ngôn hy vọng rằng sẽ được cả nhà like cùng với đăng ký ủng hộ tinh thần cho Ngôn nhé. Bây giờ Ngôn xin chào và chúc cả nhà có thật là nhiều sức khỏe. Chào. Dạ rồi, Ngôn xin chào nhé.